Xin chào anh em. Hôm nay shop đồ câu chi tiện giới thiệu anh em cần câu hai khúc, là cần đây như trên màn hình này các anh, cần đút gốc nha. Như mọi bình thường là cần hai khúc là đút giữa thân, cần này cần đút từ gốc nha các anh em. Cần Enla, hãng là Fire Dragon nha anh em. Đây, cần đút gốc này, cần đút từ gốc này, quay cho anh em đút gốc này, gốc của nó này, bát này bắt nhựa nha anh em. Đây, đút gốc này, đút từ gốc đút vào này. Rồi đấy, nếu anh em mà cần này cần có đây còn 6 khoen nha. Khoen này có thêm khoen cánh bướm này, khoen cánh bướm nha. Giờ khoen cánh bướm hết nha. À, em giới thiệu ra qua về thông số cần này. Cần này là cần 1m65 nha các bác. Cần này size 1m65. Cần này có cả mã code này, anh em nên check thoải mái này nha. Cần này tải cá từ 20 đến 40 bao, là vào khoảng tầm 16 kg đấy các bác. Cần này cứng lắm ạ, chắc chắn luôn. Đây các bác, không bẻ được luôn này. Cứng này, con này phải cứng với AX này. Và độ cứng này cao đấy. Đây nha, cần này bác nào mua thì để số điện thoại ở dưới cho em nha. Giá là con cần này mang bán là 520k nha các bác. 50k tiền vận chuyển ạ, toàn quốc ạ. 50k là bao gồm cả tiền ống nước cho các bác rồi nha, khỏi tránh va đập ạ. Anh em để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp với số của em nha. Shop em là số 0166 6611 689 ạ, hoặc số 01685 155920. Anh em để bếp bán hàng cửa hàng em ấy ở dưới phần mô tả nhá, và số điện thoại đấy ạ. Anh em nhớ đăng ký kênh và like cho em nhá, để em lấy động lực để làm video tiếp theo ạ. Vâng, em kính chào các bác.